chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động du xuân đón Tết ấm áp. Doanh nghiệp cam kết đủ xăng dầu dịp Tết. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh Bùi Quốc Bảo cùng lãnh đạo huyện có buổi gặp mặt lãnh đạo cán bộ công chức các tổ chức chính trị xã hội huyện. Bên cạnh ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tổ chức chính trị xã hội trong phát triển kinh tế xã hội, nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, hội viên, các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các tổ chức hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Thưa quý vị, mùa Tết nhu cầu mua sắm bánh kẹo, mứt, các loại đồ uống, thực phẩm khô tăng cao. Tuy nhiên, chọn lựa mặt hàng thương hiệu nào lại là vấn đề lo ngại của người tiêu dùng, bởi đây là thời điểm thuận lợi để các loại hàng giả kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Trong năm 2023, Công an huyện Bến Lức phát hiện xử lý 3 vụ sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, trong đó đã khởi tố 1 vụ. Việc tiêu hủy là cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước vấn nạn về thực phẩm giả kém an toàn như hiện nay, cùng với sự vào cuộc của các ngành chức năng, người dân cần phải trở thành người tiêu dùng thông thái bằng việc lựa chọn những địa điểm mua hàng uy tín, nói không với sản phẩm, hàng quá giá rẻ, không rõ xuất xứ trôi nổi. Các doanh nghiệp đầu mối cho biết đã chuẩn bị phương án ứng phó để đủ nguồn cung xăng dầu bán dịp Tết Nguyên đán. Mebecor, Petrolimax, công ty xăng dầu khu vực 2, tổng kho xăng dầu Nhà Bè cho biết đã xây dựng các phương án bố trí lao động trực xuất xăng dầu tất cả các ngày trong dịp lễ trừ mùng 1 Tết. Nhiều đơn vị cũng bố trí cửa hàng phục vụ xuyên Tết, trong đó các cửa hàng nội thành 24/24, ngoại thành từ 5 giờ đến 20 giờ. Liên quan đến điều chỉnh thời gian điều hành giá xăng dầu, theo Bộ Công Thương, kỳ điều chỉnh tiếp theo sẽ được thực hiện hôm nay, ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết. Thưa quý vị, để tiếp sức người dân về quê đón Tết, trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, nhằm ngày 27 đến ngày 29 Tết, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Thành đoàn Tân An tổ chức hoạt động điểm dừng chân nghỉ tình, hỗ trợ nước uống cho người dân về quê. Theo đó, điểm dừng chân nghỉ tình đặt tại đoạn tuyến tránh thành phố Tân An, giao với đường Hùng Dương nối dài thuộc phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An. Trong thời gian 3 ngày, lực lượng đoàn viên thanh niên hai đơn vị sẽ phát khoảng 10.000 chai nước suối cho người dân lưu thông trên đường. Tại vì lúc đi mệt thấy mấy anh em cho phát nước rồi á, thấy vui á, trên đường về quê thấy những hình ảnh như thấy ấm lòng lắm. Hoạt động điểm dừng chân nghỉ tình nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với những người ở xa về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Qua đó phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ. Để chia sẻ khó khăn cho người dân, Khối dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An tổ chức phát 1.100 phần nước, khăn lạnh cho người đi đường về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương còn nhắc nhở người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường về quê đón Tết, tuân thủ đúng quy định an toàn giao thông. Thưa quý vị, thực hiện công tác chăm lo cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình gian hàng Tết nhân ái, xuân chia sẻ với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Chỉ trong buổi sáng, hàng trăm bà con trên địa bàn huyện Đức Hòa đã nhận được các nhu yếu phẩm thiết yếu và đồ ăn sáng miễn phí. Bên cạnh các gian hàng không đồng, chương trình còn tổ chức trao tặng quần áo, áo dài miễn phí cho chị em phụ nữ nhân dịp xuân về. Nhận mì, nhận gạo rồi nhận về cái gì, đường bột ngọt về rất là vui. Hôm nay thì có nhiều cái mặt hàng. Cái mặt hàng thứ nhất thì gồm có cái nhu yếu phẩm và những phần quà thiết thực để giúp bà con vui xuân 3 ngày Tết. Đây là chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, kéo dài đến 30 Tết. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Hòa còn phối hợp công ty thực phẩm xanh Phát Đạt tổ chức gian hàng bình ổn giá, giúp đa dạng các mặt hàng nông sản được bán với giá bình ổn. Hôm nay mình đi chợ Tết thì mình đi ngang cửa gian hàng của bé này thì mình thấy giá cả phải chăng, nhân viên thì vui vẻ hòa đồng, mình mua rất là nhiều đồ.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho hội viên phụ nữ, bà con nghèo, thể hiện được tinh thần nhân văn, tương thân tương ái, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào Tết nhân ái trong cộng đồng. Thưa quý vị, Tết đang đến với mọi nhà, nhưng không phải ai cũng có cơ hội sum họp cùng gia đình. Tại những nơi đặc biệt như Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Long An, nhiều hoạt động du xuân đón Tết vô cùng ấm áp và tràn đầy tình thương được tổ chức dành riêng cho hơn 400 mảnh đời bất hạnh nơi đây. Mỗi năm Tết đến, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Long An đều tổ chức chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân, trang trí tiểu cảnh giúp các mảnh đời kém may mắn dơi bớt nỗi nhớ nhà khi không được sum vầy trọn vẹn cùng gia đình. Nhìn chung đến thời điểm này, Trung tâm Công tác Xã hội cũng chuẩn bị đón Tết cho các đối tượng đang nuôi dưỡng tại trung tâm sẵn sàng. Thì trang trí tiểu cảnh cho đối tượng cũng như là để cho đối tượng một khỏe lên, cũng như là chụp hình rồi vui chơi, rồi cũng có cái kế hoạch tổ chức mừng đảng mừng xuân là văn nghệ. Rồi trong 3 ngày Tết thì trung tâm cũng chuẩn bị những cái món ăn truyền thống cho đối tượng. Hiện nay, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Long An đang chăm sóc nuôi dưỡng trên 400 người, trong đó có 30 người cao tuổi, gần 20 trẻ mồ côi, hơn 10 người khuyết tật và còn lại là những bệnh nhân tâm thần. Với họ, đây thật sự là mái nhà chung mang đến niềm vui và hạnh phúc. Nói chung ra khi mà tụi tôi được vô đây á, thì mừng dữ lắm. Mà vô đây á, tinh thần tụi tôi có mà vật chất tụi tôi cũng có. Ở đây thì có cái phòng y tế, già thì hay cảm nóng lạnh. Thế mà có bệnh đột xuất như vậy thì cũng có sẵn thuốc. Gần 10 năm rồi, cô ở đây đó thì cô thấy đó là nhân viên thì với cái sự chỉ đạo của ban lãnh đạo, chăm sóc của tụi tôi rất là tốt. Nhằm chia sẻ và động viên những mảnh đời kém may mắn nhân dịp Tết đến xuân về, ban lãnh đạo Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Long An ân cần hỏi thăm và lì xì cho những hoàn cảnh đang được nuôi dưỡng tại đây. Sự tận tình của cán bộ nhân viên trung tâm thật sự đã mang mùa xuân về cho những em nhỏ mồ côi, khuyết tật, người già không nơi nương tựa. Hòa cùng không khí đón xuân vui tươi khắp các nẻo đường thành phố, các địa phương trên địa bàn thành phố Tân An vận động người dân cùng nhau chung tay trang trí những chiếc cầu để tạo điểm nhấn cho năm mới thêm rực rỡ. Bên cạnh những vườn hoa tiểu cảnh Tết, trên các tuyến đường cầu kênh bờ kè Dành Đai, thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân phường 3 thực hiện trang trí cờ băng rôn đèn LED cùng những chiếc lồng đèn đỏ rực để tạo điểm nhấn mỹ quan cho thành phố và cũng là nơi để người dân chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Thì thấy không khí Tết ở đây rất là nhộn nhịp, bà con ở đây nhiệt tình ủng hộ xây dựng để có một cây cầu rất là đẹp. Em thấy không khí nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn. Việc trang trí được thực hiện trên 6 điểm cầu bắc ngang kênh bờ kè Dành Đai nhờ vào kinh phí xã hội hóa với số tiền trên 30 triệu đồng. Trong đó có một điểm cầu cuối do người dân tự thiết kế với chi phí hơn 20 triệu đồng. Tạo ra một cái không gian vui tươi, đầm nhiều sắc màu để cho người dân có dịp đến và chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024. Nhờ vào việc phát huy nguồn vốn xã hội hóa trong công tác trang trí đường phố đã đem lại hiệu quả tích cực, làm thay đổi diện mạo đô thị, góp phần vào niềm vui trong việc mang mùa xuân đến cho mọi người. Thưa quý vị, qua lăng kính nghệ thuật của mình, mới đây, nghệ sĩ nhiếp ảnh Tôn Thất Hùng đã cho công chúng được khám phá sự biến đổi diệu kỳ của thành phố Tân An theo năm tháng. Qua buổi triển lãm ảnh nghệ thuật Tân An ngày ấy bây giờ được giới thiệu đến người dân thành phố. Với 45 bức ảnh lớn được ghép lại từ hàng trăm bức ảnh được nghệ sĩ nhiếp ảnh Tôn Thất Hùng dành cả thanh xuân của mình để sáng tác và sưu tầm. Từ những cung đường cây cầu cho đến các địa danh nổi tiếng của Tân An đều được người nghệ sĩ này tỉ mỉ lựa chọn để gửi đến công chúng. Với một tâm niệm duy nhất là lưu giữ lại những giá trị lịch sử cho thế hệ hôm nay và mai sau. Lúc bây giờ ở thành phố Tân An thì chỉ có cái trụ đèn sân vận động là cao nhất, nó 50m, phép sở thể dục thể thao treo đến đó. Đến năm 1990, cái cây anten của Bưu điện Long An hoàn thành, thì tôi cũng xin phép tôi treo đến đó tôi chụp hình. Và đến khi đài truyền hình Tân An làm cái tháp anten vào năm 1998, thì tôi cũng xin phép ban lãnh đạo đài tôi lên tôi chụp hình, cho nên tôi có những tấm hình từ những cái độ cao. Bây giờ đối chiếu lại thì thấy rằng nó rất là rõ về cái sự khác biệt cũng như sự phát triển của thành phố Tân An trong thời gian vừa qua.
Do được đặt ngoài trời nên buổi triển lãm này đã thu hút đông đảo người dân và du khách gần xa đến thưởng lãm. Và với những người con của mảnh đất Tân An, khi được ngắm nhìn những bức ảnh này khiến họ vô cùng xúc động và tự hào khi thành phố này đang thay đổi và phát triển từng ngày. Mình đi nhìn những bức ảnh này, mình nhớ lại kiếp hồi xưa và hôm nay thì nó có nhiều cái thay đổi rất là nhiều, làm cho mình bồi hồi xúc động nhớ lại cảnh xưa. Theo dòng chảy của thời gian, thành phố Tân An đã thực sự trở mình. Điều này càng thể hiện rõ hơn qua từng khung hình tấm ảnh mà nghệ sĩ Tôn Thất Hùng gửi gắm. Tất cả đều để minh chứng cho một thành phố trẻ luôn năng động phát triển và hội nhập, nhưng vẫn luôn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024, song cảnh báo xung đột tại Trung Đông cũng như hoạt động vận tải bị gián đoạn ở Biển Đỏ có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng tăng. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thường niên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tăng trưởng kinh tế thế giới dự kiến sẽ giảm từ 3,1% năm 2023 xuống 2,9% năm 2024, cao hơn so với mức dự báo 2,7% được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do triển vọng lạc quan đối với nền kinh tế Mỹ, bù đắp cho triển vọng kinh tế u ám của khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone. Trong khi đó, tổ chức có trụ sở tại Paris giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 ở mức 3%. Một loại máy bay không người lái mới sử dụng trí tuệ nhân tạo đã được phát triển để phát hiện bom mìn và vật liệu chưa nổ sau chiến tranh. Theo đánh giá của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, công nghệ này được kỳ vọng sẽ giúp tăng tốc độ phát hiện và rà phá bom mìn trong tương lai. Về hoạt động rà phá bom mìn thông thường, con số trung bình mà mỗi người tham gia hoạt động này xử lý được là 50 mét vuông mỗi ngày. Trong khi đó, ước tính công cụ mới này sẽ có thể khảo sát và rà phá bom mìn trên diện tích 100.000 mét vuông mỗi ngày. Công nghệ mới này xuất hiện vào thời điểm ngày càng có nhiều người phải đối mặt với nguy hiểm từ bom mìn và vật liệu chưa nổ. Theo đánh giá của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các cuộc xung đột còn làm ô nhiễm nhiều vùng đất nông nghiệp và khu vực lân cận. Theo các chuyên gia, thiết bị có thể phát hiện các dấu hiệu nhiệt khác nhau giữa một vật thể và môi trường xung quanh. Nhờ những cải tiến về mặt kỹ thuật, thiết bị này đã được tinh chỉnh có kích thước vừa phải và kèm theo đó là giá thành sản xuất ở mức hợp lý. Năm 2023 thực sự là một năm thành công của Taylor Swift khi được tạp chí Times bình chọn là nhân vật của năm. Doanh thu kỷ lục năm 2023 từ tour âm nhạc quốc tế The Eras Tour của cô cũng cho thấy dòng khách thị trường du lịch âm nhạc thực sự là tiềm năng vô cùng lớn. Không chỉ dịch vụ ăn uống mà các địa điểm du lịch, khách sạn, các nhà điều hành tour tại Toronto, Canada đã chuẩn bị bước vào làn sóng kích cầu trong năm 2024. Xu hướng music tourism vốn đã rất quen thuộc đối với giới trẻ toàn cầu và đang quay trở lại mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19. Tại Thái Lan, buổi biểu diễn của Blackpink được tổ chức đầu năm 2023 đã giúp ngành du lịch nước này trở mình khi đứng trước nhiều khó khăn sau đại dịch. Thực tế, lượng khách đến buổi diễn có hạn, nhưng thông tin buổi diễn liên tục được tìm kiếm ở Trung Quốc, Singapore, Việt Nam, Philippines, Indonesia. Ước tính, ngành du lịch Thái Lan thu lợi từ 20 đến 30 triệu đô la Mỹ đến từ việc lưu trú, vé máy bay, tiêu dùng trong 5 ngày trước tour diễn. Để giúp phát triển lĩnh vực này hơn nữa, thì cần nuôi dưỡng sự hợp tác giữa ngành du lịch với các nghệ sĩ địa phương và các bên liên quan trong ngành âm nhạc. Các công ty du lịch cần có cái bắt tay thật chặt với các đơn vị tổ chức sự kiện để bảo đảm chính sách bình ổn giá cho du khách, cũng như có đủ năng lực để tiếp đón và phục vụ lượng khách lớn đi du lịch kết hợp giữa sự kiện nghệ thuật. Chính các nghệ sĩ là những đại sứ du lịch có khả năng đưa hình ảnh và văn hóa của mỗi quốc gia đến gần hơn với thế giới theo cách hiệu quả nhất và nhanh nhất. Nổi tiếng thế giới là địa điểm nghỉ dưỡng với những bãi biển cát trắng và nhiều rạn san hô lớn, song quần đảo Maldives đang phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh mực nước biển dâng đe dọa nhấn chìm gần 1.200 hòn đảo tại đây. 80% diện tích của Maldives chỉ cao hơn mực nước biển chưa đến 1 mét. Địa hình thấp và bằng phẳng khiến việc ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao trở thành vấn đề hết sức cấp bách đối với quốc đảo Ấn Độ Dương này.
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Maldives đã công bố dự án trồng 5 triệu cây xanh trên khắp đất nước, hướng tới mục tiêu cắt giảm 33% mức tiêu thụ nhiên liệu để chuyển thành năng lượng tái tạo. Ông Mohamed Minzu, Tổng thống Maldives, cho biết, biến đổi khí hậu là có thật và chúng tôi không phủ nhận điều đó. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải có các biện pháp thích ứng phù hợp trong quá trình phát triển của mình. Bên cạnh đó, quốc đảo này đang triển khai một số dự án cải tạo mới nhằm nâng độ cao của các hòn đảo Maldives cao thêm 3 mét so với mực nước biển, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại đây. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.